Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ quay lại với các bạn với cái video hướng dẫn về cái cách để chúng ta gán được nhiều vật liệu cho cùng một đối tượng, cách hiệu chỉnh và quản lý những cái vật liệu đó một cách hiệu quả nhất. Tại vì là mình thấy nhiều sinh viên có những cái khúc mắc giống nhau, tức là trong quá trình làm đồ án thì cái việc gán vật liệu nhiều quá cho nhiều đối tượng thì nó sẽ gây ra loạn, hoặc là cái quy mô của bản vẽ của các bạn mà càng lớn thì càng dễ gây ra những cái vấn đề về loạn vật liệu như vậy. Thế như vậy thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đầy đủ về cái cách chúng ta gán vật liệu và hiệu chỉnh và quản lý nó một cách hiệu quả nhất có thể. Đầu tiên mình xin nhắc lại về cái lý thuyết việc gán nhiều vật liệu cho cùng một đối tượng đã. Cái việc gán nhiều vật liệu cho cùng một đối tượng thì cũng tương đối đơn giản. Ví dụ ở đây các bạn thấy là mình đang có ba cái vật liệu này rồi, đúng không? Và có một cái khối hộp. Bây giờ giả dụ như là mình gán cả ba vật liệu này cho cùng một cái đối tượng này thì mình sẽ convert nó sang poly. Được chưa? Ấn phím 4 chọn mặt. Ví dụ mình chọn hai cái mặt này, mình chọn cái vật liệu gỗ này, mình đặt tên là gỗ đi. Mình gán cho nó thì nó hiện ra vật liệu gỗ đây. Hai mặt này mình sẽ chọn cái vật liệu gạch, mình đặt tên là gạch. Gán cho nó. Và hai cái mặt dưới này mình sẽ đặt tên là bê tông. Ví dụ vậy thôi. Xong mình gán cho nó. Thì các bạn sẽ thấy là cái việc gán nhiều vật liệu cho cùng một đối tượng thì tương đối đơn giản, không có gì khó cả. Nhưng bây giờ nó sẽ nảy sinh ra một vấn đề như sau. Khi chúng ta gán nhiều vật liệu cho cùng một đối tượng như vậy mà chúng ta cần hiệu chỉnh một vật liệu bất kỳ, chúng ta sẽ làm như thế nào? Bởi vì các bạn thấy nhá, nếu nhìn vào đây, mình lấy một cái ví dụ như là vật liệu bê tông hoặc vật liệu gạch, mình thấy tỷ lệ kích thước là ok rồi. Nhưng vật liệu gỗ chưa ok. Thế vậy thì mình sẽ phải chỉnh nó, đúng không nhỉ? Như các bạn đã biết thì nếu chúng ta muốn chỉnh nó thì chúng ta sẽ là mình thoát cái cấp độ Epoly này nhé. Các bạn đừng chọn cấp độ nào trong Epoly cả, thoát ra đi đã. Rồi vào Modify List, ấn U và chọn lệnh UV VKMap. Như vậy thì các bạn sẽ được một cái lệnh là lệnh hiệu chỉnh vật liệu, căn chỉnh vật liệu. Nhưng nếu làm theo cách này các bạn sẽ thấy là các bạn chỉnh một cái thì tất cả những cái vật liệu khác trên cùng một đối tượng đó đều sẽ bị thay đổi theo, đúng không ạ? Đây là vấn đề nảy sinh. Thế vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái phần đó là kênh vật liệu, giúp các bạn tách các kênh vật liệu này ra khác nhau và hiệu chỉnh nó một cách độc lập. Ở đây nhé, mình sẽ quay trở lại cấp độ đầu tiên. Với một cái vật liệu VA bất kỳ thì đây là cái giao diện của vật liệu VA đó, đúng không ạ? Và khi các bạn đã dùng một cái texture ở bất kỳ một hiệu ứng nào đó, và đây mình đang dùng cho diffuse, chính là cái texture gỗ này, thì các bạn sẽ thấy là có một cái chữ M nó hiện ra đây, đúng không ạ? Tức là ở đây đã báo là đã gán một cái kênh vật liệu và đã dùng một cái texture gỗ. Bây giờ mình tích vào cái chữ M này để nó nhảy vào cái cấp độ vật liệu, cấp độ map, cấp độ bitmap, được không nhỉ? Thế thì ở đây các bạn sẽ quan sát thấy dưới này chính là đường dẫn đến cái ảnh texture này, được không? Và nó có một thông số rất quan trọng mà các bạn cần phải biết, đó là map channel. Map channel nó là kênh vật liệu. Thế vậy thì mỗi một cái map vật liệu, một cái texture đều có một cái kênh này đại diện. Và mặc định thì ban đầu tất cả những cái vật liệu này các bạn sẽ đều thấy này, vật liệu gạch này, map channel cũng bằng 1 luôn. Vật liệu bê tông, map channel cũng bằng 1, mặc định nó bằng 1 hết mà. Thế vậy thì khi các bạn dùng một lệnh UVGapMap để các bạn chỉnh cho nó, được chưa? Thì đương nhiên một lệnh này sẽ điều chỉnh cho tất cả các loại vật liệu kia. Bởi vì sao? Bởi vì mặc định ban đầu các bạn sẽ thấy này, lệnh UVGapMap này, nó cũng có một thông số gọi là map channel và nó cũng bằng 1. Và đương nhiên khi nó bằng 1 này thì nó sẽ hiệu chỉnh cho tất cả những cái map này, bởi vì những cái map này mặc định ban đầu map channel đều bằng 1 cả, được không? Thế như vậy khi mà mình giới thiệu qua như vậy thì các bạn đã hiểu rồi. Tức là bây giờ nếu bây giờ mình muốn chỉnh các vật liệu riêng lẻ, hãy tách kênh nó ra, được chưa? Ví dụ với vật liệu gỗ, nha các bạn thấy này, mình để map channel 1 nhé. Ok. Bây giờ mình sang vật liệu gạch, mình để map channel bằng 2. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Vật liệu gạch này, map channel mình để bằng 2 này. Và mình lấy vật liệu bê tông, mình để map channel bằng 3. Rồi các bạn nhìn thấy chưa? Bê tông này, map channel bằng 3. Vậy thì ba vật liệu này bây giờ đang thuộc ba kênh khác nhau, tuy rằng nó cùng được gán trên một đối tượng. Và bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh UVMap để mình chỉnh cho nhé. UVMap. Ok. Nếu như bây giờ mình chọn cái kênh UVMap thứ nhất, cái lệnh UVMap này có map channel bằng mấy đấy? Bằng 1. Thì cái UVMap này
là cái lệnh nó chỉ hiệu chỉnh được cho cái vật liệu gỗ này thôi, tại vì nó cùng kênh vật liệu với gỗ, đúng nhỉ? Nó không không dùng được cho các loại vật liệu còn lại, đúng nhỉ? Đấy nhá. Ok, bạn nhìn thấy không? Nếu bây giờ mình muốn chỉnh vật liệu gạch, mình sẽ lại dùng thêm một lệnh UVKMap nữa. Đấy. Nhưng bây giờ mình sẽ không để map cho đồng 1 nữa, mà mình đẩy lên map cho đồng 2. Đấy. Ok chưa? Các bạn nhìn thấy không ạ? Lệnh UVKMap này đấy, có map channel bằng 2 thì nó sẽ hiệu chỉnh cho cái thằng gạch này, bởi vì thằng gạch này cũng có map channel bằng 2 tương ứng với nó, đúng nhỉ? Đó, và các bạn sẽ thấy là cái vật liệu, cái lệnh UVMap thứ hai chỉ chỉnh cho gạch thôi, không chỉnh cho gỗ. Các bạn thấy không? Gỗ không thay đổi, đúng nhỉ? Tương tự như vậy với vật liệu bê tông, đúng chưa? Mình lại dùng một lệnh UVMap nữa đấy, có UVMap bằng 3 đấy cả. UVMap bằng 3, map channel bằng 3 thì nó sẽ hiệu chỉnh cho cái vật liệu bê tông này, bởi vì vật liệu bê tông này cũng có map channel bằng 3 tương ứng với nó, đúng không ạ? Đấy. Và bây giờ ba vật liệu này đang được hiệu chỉnh một cách độc lập, không cái vật liệu nào liên quan đến vật liệu nào cả, được chưa? Và nếu như các bạn muốn lưu ý ở đây thì có thể là đặt lại tên, ví dụ như mình chọn đây tích chuột phải, chọn rename này, đổi tên thành UVMap của gỗ, được chưa? Cái thứ hai mình đặt tên là UVMap của gạch, cái thứ ba là mình đặt tên UVMap của điện, của bê tông. Thế như vậy nhìn vào đây mình sẽ biết được là cái lệnh UVMap nào hiệu chỉnh cho vật liệu nào, đúng không? Đó, rất đơn giản. Đấy. Thì bây giờ là các bạn đã biết cách gắn nhiều vật liệu cho cùng một đối tượng rồi, và cách hiệu chỉnh từng loại vật liệu một cách riêng lẻ. Nhưng mà cái tính quản lý thì lại không cao, bởi vì tính quản lý của nó ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nó mới có một đối tượng đơn giản như này thôi, và các bạn đã mất đến 3 ô vật liệu. Và bây giờ các bạn cần hiệu chỉnh cái gì thì phải chỉnh từ cái một, đúng không? Thì bây giờ trong 3D Max nó sẽ sinh ra một cái vật liệu người ta gọi là vật liệu đa hợp, để giúp các bạn cái việc gắn nhiều vật liệu trên cùng một đối tượng và có khả năng quản lý tốt hơn. Đấy. Bây giờ mình chọn một ô vật liệu khác nhé. Bây giờ nó sẽ sang một cái vật liệu này. Các bạn tích vào đây, tích trên này. Thì các bạn chọn cái loại vật liệu khác, nó sẽ hiển thị cái hộp thoại Material Map Browser nhé. Trong cái hòm vật liệu Standard chúng ta sẽ có một loại vật liệu người ta gọi là Multi Sub Object, thì nhé. Đây người ta gọi vật liệu đa hợp. Và bây giờ mình chọn vật liệu Multi Sub Object nhé. Rồi, khi chọn vật liệu Multi Subject nha, thì bây giờ nó hỏi bạn một câu. Mình giữ cái hòm vật liệu cũ, tức là giữ cái vật liệu gốc của nó này, hay là discard, tức là bỏ nó đi, xóa nó đi. Thì các bạn chọn discard cũng được, bỏ nó đi, mình làm lại từ đầu. Đó. Và các bạn quan sát nha, đây chính là giao diện của vật liệu Multi Subject. Thì thực ra vật liệu Multi Subject nó chỉ là, nó giống như một cái hòm, nó chứa các cái loại vật liệu mà các bạn định gắn trên cùng một đối tượng, và nó giúp các bạn quản lý nó đơn giản hơn thôi, được chưa? Chúng ta làm quen với cái hòm vật liệu này nhé. Ở đây là set number, các bạn muốn có bao nhiêu đối tượng, bao nhiêu loại vật liệu thì các bạn chọn đây. Ví dụ như vật thể này của mình có 3 thì mình tích vào set number này, mình chọn 3 loại vật liệu, ok, thì nó chỉ hiển thị ra 3 cái hộp vật liệu nhỏ ở dưới thôi, được chưa? Tương tự các bạn có thể set 5, set 6 thì tùy các bạn nhé. Add là thêm, thêm hòm, và delete là xóa hòm, được chưa? Add thêm này. Đấy. Delete là xóa này, được chưa? Cái này thì đơn giản, không có gì cả. Giờ mình sẽ lại được 4 vật liệu nhé. Ok. Rồi, bây giờ các bạn xuống dưới này, ở bên này thì nó cho các bạn nhìn thử các cái hòm vật liệu đang là cái hòm nào thôi, được chưa? ID, phần này rất quan trọng, các bạn phải lưu ý nhé. ID này, cái ID này là mã của cái bề mặt. Bây giờ mình quay trở lại cái đối tượng một chút nhé. Trong phần Edit Poly thì mình cũng có nói qua một chút về cái này rồi. Khi các bạn convert một đối tượng 3D sang Edit Poly thì các bạn sẽ thấy này, các bạn chọn mặt nhé, các bạn chọn bất kỳ một mặt nào đây, được chưa? Đấy. Thì nó sẽ hiện ra một cái mã đây, ví dụ mặt số 2 là mình chọn, được chưa? Và mỗi một cái mặt này nó sẽ có một con số riêng nhé. Và con số đấy người ta gọi là ID. Nó giống như là chứng minh thư nhân dân của chúng ta thì nó nhận biết được mình là ai ấy. Đấy. Thế vậy thì cái ID này sẽ giúp mình biết được cái mặt này nó là số bao nhiêu, và cái vật liệu này nó sẽ quản lý dựa trên cái ID này. Đấy. Rồi, thế bây giờ nhé, các bạn có hiệu chỉnh được cái này không? Hiệu chỉnh được cái ID không? Được. Cái câu trả lời là có. Bây giờ các bạn sẽ vào một cái bảng. Đấy.
Vẫn ở cấp độ mặt, các bạn nhớ nhé, cấp độ mặt này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn cái cách mà chúng ta sẽ setting cái mã ID cho từng mặt và gắn dùng cái vật liệu này. Ở chế độ mặt, các bạn vào bảng Polygon Material ID, thấy chưa? Đây là bảng mặt quản lý vật liệu theo ID này. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó có hai ô Set ID và Select ID. Trong đó này, Set ID tức là đặt cái mã ID cho mặt mà mình đang chọn. Còn Select ID là chọn mặt theo mã ID, thấy chưa? Bây giờ mình thử nhé. Bây giờ này, mình có hai cái mặt này. Thấy chưa? Đấy, mình tích vào Set ID. Mình tích ở đây là 1. 1 này. Enter. Ok, bây giờ hai cái mặt này đã có mã ID là 1. Bây giờ mình chọn hai cái mặt này. Yeah. Mình đặt có mã ID này là 2. Enter. Yeah. Thì vậy thì hai cái mặt này sẽ có mã ID là 2. Tương tự như vậy, mình chọn cái mặt này và mặt này. Yeah. Mình đặt là 3. Enter. Đấy. Rồi. Ok chưa? Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy này. Vừa nãy mình đã mặt chọn cái mặt cho nó rồi, chọn mã ID cho mặt rồi. Bây giờ nếu mình muốn chọn mặt thì mình cũng có thể tích vào Select ID để chọn. Ví dụ mình tích vào 1 ở đây. 1. Mình tích 1 nhá, đây nhá, xong mình tích vào Select ID. Các bạn sẽ thấy là những cái mặt có mã ID là 1 nó sẽ được chọn. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Bây giờ mình tích vào Select ID là 2. Xong mình tích vào Select ID thì những mặt có mã ID là 2 sẽ được chọn, được chưa? Rồi mình gõ đây là 3. Được chưa? Xong mình tích Select ID thì những mặt có mã ID là 3 nó sẽ được gọi ra. Được chưa? Đó. Thì như vậy là mình đã biết cách đặt cái mã ID cho từng mặt rồi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng cái vật liệu này nhá. Và bây giờ để cho chúng ta dễ nắm bắt luôn thì mình làm luôn như này. Đây là cái giao diện của vật liệu Multi Subject với cái hòm vật liệu này đúng không? Bây giờ này, mình sẽ cầm cái gỗ mình kéo thả vào cái 1. Ok chưa? Cầm cái gạch này, kéo thả vào cái 2. Và cầm cái bê tông kéo vào cái 3. Được chưa? Mình làm thử nhá. Gỗ này kéo vào 1. Đấy. Nó hỏi là để chế độ gì thì các bạn gần như luôn luôn chọn Instant để các bạn thay đổi bất kỳ một cái thông số ở trong bảng này hay ở trong hòm này, nó sẽ đều có sự ảnh hưởng với nhau. Ok, cầm cái gạch này kéo đây này. Ok. Đấy. Và cầm cái bê tông này. Okay. Cầm bê tông này. Kéo thả đây. Ok, bạn nhìn thấy chưa? Đó. Thế như vậy là mình đã kéo thả ba cái vật liệu này vào lần lượt ba ô này rồi. Và các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Nếu bây giờ mình cầm cái ô vật liệu này. Mình gán cho cái đối tượng này. Thì tự động nó sẽ làm như thế nào? Những cái vật liệu nào mà đang ở hòm ID 1, nó sẽ gán cho những mặt có mã ID là 1. Đấy, những cái vật liệu nào ở hòm ID là 2 thì nó sẽ gán cho những mặt có ID là 2. Và tương tự như vậy với ID bằng 3. Nhá. Các bạn nhìn nhá. Đấy. Bây giờ này, mình tích ở đây. Đấy, các bạn thấy không? Tự động gỗ nó sẽ có ID là 1 mà. Nó sẽ gán cho những mặt ID là 1. Được chưa? Gạch này, có mã ID là 2, nó sẽ gán cho những cái mặt có mã ID là 2. Và bê tông có ID là 3, nó sẽ gán cho những mặt có ID là 3. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Thì đấy là cái việc chúng ta quản lý các cái vật liệu dựa trên một cái hòm là Multi. Tất nhiên là ở đây khi mà mình làm ví dụ cho các bạn ấy thì mình đang chọn những vật liệu mà mình đã tạo riêng lẻ rồi mình mới kéo thả nó vào cái vật liệu Multi Subject này. Đây rồi. Nhưng khi các bạn làm thì các bạn không cần phải làm như này. Lúc mà làm mà lại còn phải mất tận ba ô bên ngoài này, thêm một ô vật liệu Multi Subject nữa, quá tội đúng không nhỉ? Mà các bạn làm riêng như mình đây, làm tách ra, ví dụ Multi Subject nhé, được chưa? Rồi các bạn set này, ví dụ là ba hòm vật liệu thôi, được chưa? Bởi vì ở đây mình đang chia ra thành ba cái ID riêng cho ba mặt mà, đúng không nhỉ? Thế vậy thì các bạn muốn xét vật liệu thứ nhất thì các bạn tích vào 5 này, tích vào 5. Đấy. Xong các bạn chọn vật liệu game với tên là, các bạn tên là gỗ này, đúng không? Đấy, tích đây, chọn mép, chọn gỗ, được chưa? Khi chọn xong thì quay ngược trở lại, đấy, tích vào một go to pattern này, được chưa? Quay ngược trở lại tốc độ trước, quay lại phát nữa. Đấy thì các bạn sẽ thấy vật liệu đầu tiên là gỗ, được chưa? Rồi tương tự vật liệu thứ hai, các bạn lại tích vào 5 đây. Đấy, chọn loại vật liệu đó, viên mới thường đặt tên là gạch. Yeah. Tích ở đây chọn vật liệu gạch. Rồi tiếp nhé. Để đi. Chọn vật liệu gạch. Đây, đây, đây. Đây là. Ông các bạn lại tích vào Go to Pattern đây. Đây là.
Đấy, quay trở lại cấp độ vật liệu, không quay thoát nữa thì quay trở lại mặt tiêu tốt nhất, được chưa? Tương tự vào vật liệu bê tông. Chọn vật liệu TNT đây. Chọn vật liệu bê tông, tương tự như vậy thôi. Bạn hiểu cách làm chưa? Mình đặt tên đây là bê tông nhé. Như vậy là các bạn đã có ba cái vật liệu gỗ gạch bê tông gán theo ba cái mã ID đây nha. Các bạn lại chọn vào cái đối tượng này không gán cho nó một cái là được. Bây giờ các bạn muốn vật liệu nào hiện ra, các bạn tích vào vật liệu đấy, được chưa? Xong tích vào đâu, tích vào cái show standard mesh report này, vật liệu ấy sẽ hiện ra. Nhưng mà các bạn lưu ý này, cái vật liệu Multi Subject này chỉ đang giúp cho chúng ta gắn nhiều vật liệu lên cùng một đối tượng và phân bổ theo mã ID của mặt đó thôi. Nhưng nếu như mà các bạn muốn hiệu chỉnh từng loại vật liệu, các bạn vẫn phải để các kênh vật liệu khác nhau đấy nhé. Vẫn phải để các kênh khác nhau. Ví dụ mình tích ở đây, mình chọn lệnh UV Cam Map. Được chưa? Lệnh UV Cam Map thứ nhất này. Mình để Map Channel này bằng 1, được chưa? Mình chỉnh 1 này. Mình lại dùng một cái lệnh UV Cam Map thứ hai. Đấy. Có map ID bằng map channel bằng 2. Được chưa? Đấy. Thì nó hiệu chỉnh cho thằng gạch. Các bạn nhìn thấy không? Được chưa? Và dùng một cái lệnh UV map thứ ba. Đấy. Vẫn có cái map channel mình để bằng 3 nhé, thì nó hiệu chỉnh cho thằng bê tông. Được chưa? Đấy. Các bạn hiểu không? Được chưa? Thì đừng ai nhầm lẫn với cái việc là các bạn tách ở đây xong rồi là xong đâu. Đây chỉ là giúp các bạn gán nhiều vật liệu lên cùng một đối tượng và quản lý vật liệu theo mã ID thôi. Còn nếu như các bạn muốn hiệu chỉnh từng cái map riêng lẻ thì các bạn vẫn phải dùng nhiều lệnh UV map với những thông số map channel tương ứng với cả những cái vật liệu đây. Được chưa? Map channel này nó không giống như ID đâu nhé. Được chưa? Thì đấy là cái việc mà các bạn áp dụng cái vật liệu này. Trong công việc hay là trong học tập thì đều cần phải dùng. Bởi vì là ví dụ như là trong một cái bản vẽ mà mới gần đây mình làm cho bạn mình. Được chưa? Các bạn thấy là đây là một cái bản vẽ quy hoạch đô thị. Được chưa? Thế vậy thì ví dụ nhé, đây là một cái miếng đất của nó. Các bạn nhìn này, đây là một đối tượng thôi. Thế thì nếu như trong bản vẽ này thì mình thấy có nhiều bạn sẽ bắt đầu detach ra riêng. Được chưa? Detach là phần bó vỉa riêng này, phần hè riêng này, phần các làn đường riêng này, xong rồi phần hè bên trong riêng này. Như vậy thì quá là phức tạp, đúng là đến khi mà chúng ta hiệu chỉnh hay gán vật liệu thì tôi chết luôn. Đấy. Nhưng ở đây nhá, mình vẫn để nó là một đối tượng thôi, nhưng mình đặt các cái mã ID khác nhau và mình dùng một cái vật liệu cho nó chính là cái vật liệu Multi Subject. Thế nhá, bây giờ ví dụ nha, mình dùng cái vật liệu Multi Subject nhé. Thì các bạn nhìn đây, ở đây cái vật liệu này mình đặt tên nó là địa hình, và trong đấy thì nó lại bao gồm cái ID 1 mình đặt tên là về hè này, ID 2 mình gắn vật liệu bó vỉa này, rồi đường này, rồi đường đi xe đạp này, cái này là cái gì quên này, đấy, rồi các cái cây xanh và thiết bị này, đấy, vân vân. Thế vậy thì cùng một đối tượng thôi, cho mình không cần phải detach riêng các phần ra khác nhau làm gì cả, mình cứ để nó là một đối tượng, có điều mình quản lý nó theo mã ID và mình dùng vật liệu là mình gắn cho nó phát là xong luôn, hiểu chưa? Đến lúc mà các bạn cần sửa cái nào, ví dụ cần sửa cái vỉa hè này, đúng không? Mình không muốn cái vật liệu vỉa hè là cái map này nữa, hiểu chưa? Đấy, hoặc là mình không muốn cái bó vỉa nó là cái map này nữa, mình tích vào cái bó vỉa đấy thì nó sẽ lại vào cái giao diện vật liệu của VDMTL thông thường, được chưa? Đấy, để các bạn nhìn, mình không muốn bó vỉa map này mình chọn nó, được chưa? Đấy, hoặc là clear nó đi, chọn map khác được không? Được, mình tích ở đây, mình chọn một cái map khác và gán vật liệu cho đối tượng như bình thường thôi, được chưa? Thì mọi chuyện lúc này đơn giản hơn rất là nhiều rồi, và mình các bạn không cần phải làm nhiều nữa. Tích này, mình chọn cái map bất kỳ khác. Thì đấy là cái cách mà chúng ta quản lý cái vật liệu theo cái ID, được chưa? Và lúc cần quay trở lại cấp độ trước thì lại tích vào mục Go to Parent, được chưa? Quay ngược trở lại cấp độ trước thì chúng ta quan sát được tổng thể. Đó. Riêng với việc này thôi thì giúp các bạn quản lý và làm việc rất đơn giản rồi. Đấy. Thì hôm trước mình cũng có một học viên nữ đang làm việc ở một cái công ty cũng chuyên về diễn họa. Khi mà mình hướng dẫn vật liệu này xong thì ngay hôm sau bạn phải dùng luôn và thấy nó thực sự là hữu hiệu. Và các bạn thấy là trong một cái bản vẽ như thế này. Đấy. Nếu như mà với những bạn mà chưa có kinh nghiệm làm nhiều có thể rất là bị loạn về vật liệu, về đối tượng, đúng không nhỉ? Nhưng mà các bạn thấy là ở đây mình cũng còn chưa dùng hết các hòm vật liệu. Còn rất nhiều những cái hòm vật liệu mà mình còn chưa dùng.
Thì bởi vì mình dùng vật liệu multi subject này, nó sẽ quản lý cho mình nhiều vật liệu trên một cái hòm này thôi. Đấy, làm việc rất đơn giản. Cái này là cái gì mình quên mất rồi, không biết gán là cái gì này. Thì các bạn lưu ý đây là một cái phần tương đối quan trọng. Và với những cái bản vẽ lớn này thì tốt nhất là các bạn nên đặt tên cho đối tượng để quản lý nó dễ hơn. Ví dụ các bạn ấn phím H hiển thị tên. Các bạn sẽ thấy là gần như các bạn không thấy có một cái đối tượng nào không có tên trong bản vẽ của mình cả. Bởi vì mình cũng phải tối ưu hóa cái vấn đề quản lý. Bởi nếu như chúng ta không quản lý tốt ấy, thì chúng ta sẽ dẫn đến việc loạn về sau chọn hay chỉnh sửa thì rất là khó. Như hôm trước mình làm cái bài này với một bạn học quy hoạch. Thế là lúc mình tranh thủ đi ra ngoài, mình bảo là ở nhà thôi làm nốt. Thế là ở trong cái bản vẽ hiện trạng nó có mấy cái nắp cống này. Không phải mấy mà là khoảng hơn 100 cái nắp cống các bạn giải khắp đường này. Thế thì bạn đi vẽ xong bạn chả đặt tên. Cuối cùng là đến khi từ cái hiện trạng mà sang làm phương án ấy, thì mình phải xóa cái nắp cống này. Thế là ngồi chọn mãi không được cái nắp cống thì đặt tên ấn hát này. Nó cứ hiện ra cái bóc 01, bóc 02, bóc 03, xong nó loạn với bao nhiêu đối tượng khác, chọn mãi. Thế là ngồi chọn từng cái xóa, nhục như con đường trục. Thì đây là cái việc mà các bạn quản lý đối tượng, quản lý vật liệu. Hy vọng là với nội dung này thì sẽ giúp cho các bạn có được một cách nhìn tổng quan hơn về quản lý vật liệu và có một cái phương pháp quản lý vật liệu tốt hơn trong bản vẽ của mình. Xin cảm ơn.